Hello, xin chào tất cả khán giả. Đây là diễn đàn giàu và nghèo. Cho nên tôi mà đọc báo hay là tôi nghe ai nói đó mà bài cách làm giàu á, là tôi chia sẻ các bạn liền. Tôi chia sẻ các bạn để mà chúng ta cùng làm giàu. Làm giàu ai cũng thích nha, không ai cũng thích hết trơn. Thì sau đây tôi sẽ chia sẻ các bạn một anh Việt Kiều từ Mỹ đi về Việt Nam, và anh ta nói là ở Việt Nam á, có nhiều cơ hội làm giàu lắm. Về Việt Nam đi, về Việt Nam có cơ hội làm giàu lắm. Nghe cũng thích đúng không? Tôi đang ở ngoài Việt Nam nè. Các bạn cũng có thể đang ở ngoài Việt Nam đúng không? Và kể cả các bạn đang ở Việt Nam, các bạn hãy lắng nghe anh Việt Kiều này. Coi như là mắt chúng ta là cơ hội kiếm tiền ở Việt Nam như thế nào, liệu chúng ta có học hỏi để mà kiếm tiền như anh ta được hay không, và cái cơ hội kiếm tiền của anh ta nó thực tế như thế nào. Thôi mình nghe nha, mình nghe nghe để học hỏi các bạn. Và sau đây tôi mở cái audio để các bạn nghe nha, bắt đầu. Này sẽ hé lộ quý vị biết về cái lý do mà Dương Chiêu Hiếu lại háo hức phấn khởi thích thú khi mà quyết định là về Việt Nam sống. Trước hết anh ta mở màn, anh ta nói là qua cái câu chuyện mà chia sẻ, qua cái câu chuyện mà chia sẻ 10 cách để mà kiếm tiền thụ động ở Việt Nam. Và anh ta nói đó là lý do tại sao anh ta là háo hức về Việt Nam. Mà cái tựa đề là gì? Hé lộ 10 cách kiếm tiền thụ động ở Việt Nam nè, mấy ông xem xong đừng ức chế. Ghê ghê ghê, đừng ức chế nha, đừng có ức chế nha, xem xong đừng có ức chế. Sao ức chế, vui chứ, biết cách kiếm tiền là vui chứ sao lại ức chế được. Nghe 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 nha, nghe nghe, chúng ta sẽ nghe. Này sẽ hé lộ quý vị biết về lý do mà Dương Chiêu Hiếu lại háo hức phấn khởi thích thú khi mà quyết định là về Việt Nam sống. Nói nhỏ cho nghe nè, bởi vì sao? Bởi vì mình nhìn thấy Việt Nam á, nó có nhiều cái cơ hội kiếm tiền ngon hơn ở Mỹ nhiều mấy ông à, sống khỏe hơn ở Mỹ nhiều mấy ông. Thật hả? Nghe 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 tiếp, mừng quá. Mấy ông ở Mỹ chuẩn bị về Việt Nam đi nha, kiếm tiền nha. Ở Việt Nam kiếm tiền ngon hơn ở Mỹ nha. Nghe nghe nghe. Như quý vị thấy á, cuộc sống á, ở Việt Nam á, chi phí nó thấp không? Chi phí Bây giờ lý luận thứ nhất là chi phí thấp. Mà tôi đã lập luận các bạn rồi, không hề thấp. Ông bà nói rồi, tiền nào của đó. Tiền bỏ ra ít thì sản phẩm dịch vụ tương ứng với cái tiền mình bỏ ra, ở đâu cũng vậy cả, ở đâu cũng vậy cả. Tại vì mình muốn thấp, mình muốn chi phí thấp cho nên nó thấp, chứ không phải là ở Việt Nam thấp. Có những người ở Việt Nam người ta còn tiêu tiền còn nhiều hơn ở Mỹ nữa, nhiều đại gia người ta tiêu ghê lắm. Có chỗ tiêu nhiều không? Có hết, nhưng có điều là mình dám tiêu thôi, chỉ có mấy đại gia tiêu thôi. Nói tóm lại là chi tiêu thấp hay cao là do người đó, chứ không phải do ở Mỹ hay là do ở Việt Nam. Chi tiêu mà coi như là chị nhắm nhắm tới cái chuyện mà chi tiêu thấp là thuộc dạng là chắc là nghèo. Nghèo. Còn người giàu người ta không bao giờ nghĩ cái chuyện chi phí lặt vặt xảy ra hàng ngày các bạn, người ta không nghĩ tới cái chuyện đó đâu. Đây là tư duy của người nghèo. Cho nên cái đề tài, cái kênh của tôi, cái đề tài tôi là nghèo giàu, và nghèo nghèo và giàu là cái chỗ đó. Mình nghe tiếp nha. rất là thấp đúng không? Không đúng, không đúng, chi phí không thấp, không đúng, tùy người. 10 triệu bạc là có thể sống khỏe re. 10 triệu bạc là sống khỏe re ở Việt Nam, 10 triệu tương ứng với khoảng chừng 450 đô, sống khỏe re. Ở bên này tôi thấy có nhiều người họ sống 300, người ta sống được 200, người ta sống được khỏe re bà rè. Cho nên có nhiều người ở Việt Nam các bạn mà qua bên Mỹ, qua bên Canada mà người ta đi du lịch nhé, xong người ta ở lại, người ta làm lao động chui á, chứ không phải là người có giấy tờ chính thức đâu. Người ta xong tháng cái gì 100 đô, 200 đô vô tư, và người ta có tiền dành dụm tiền, người ta gửi về Việt Nam, người ta xây nhà xây cửa bên đây kia.
Mặc dù lương bổng họ đối với đây rất thấp, tại vì họ làm lao động chui mà. Thế mà họ có tiền họ gửi về nhà, 1-2 năm sau người ta xây nhà ở Việt Nam ấy kia. Cho nên cái anh Việt Kiều nè nói là 10 triệu sống khỏe, 10 triệu tương ứng khoảng 450 đô đúng không? Như vậy là cao đó. Tôi thấy người bên này người ta sống 100-200 đô người ta sống vẫn được. Ý tôi nói là sống tiết kiệm hay là phung phí là do từng người, chứ không phải là do ở Mỹ hay là ở Việt Nam. Phải, phải nha. Tiếp tục. Chứng minh rồi đó, cần gì phải nói nữa đúng không? Đó, tôi cũng chứng minh rồi đó, cũng cần nói lại nữa làm gì, chứng minh nhiều rồi. Nghe tiếp. Nên nhiều ông ở nước ngoài cứ lồng lộn thấy thương quá. Đừng vì chờ đợi mà phải hối hận. Quảng cáo. Kênh quảng cáo là YouTuber. Ông ở nước ngoài cứ lồng lộn thấy thương quá. Giờ muốn không? Muốn. Chị nói cho bà nghe. Thôi hôm nay chia sẻ mỏng ha, hé lộ 10 cách mà em Việt Nam kiếm tiền. À, này gọi là kiếm tiền thụ động nha, mấy ông muốn nghe thì nhào vô nghe, nghe xong rồi bắt đầu cái là coi như là bắt đầu là lộn cổ, nghĩa là lộn lên đầu, bắt đầu tức, bắt đầu cái lên ẳng chửi này nha. Trời, nghe xong là phải bắt chước chứ. Nếu mà cái thực hiện này nó thực tế, nó đúng thiệt thì phải bắt chước chứ. Tại sao là lên lộng lộn ẳng đâu có chuyện đó. Trời, anh Việt Kiều này chia sẻ cách kiếm tiền thì tôi là người nghe, các bạn cũng là người nghe, để mình bắt chước phải, các bạn bắt chước để mình học hỏi theo mình kiếm tiền. Khen từ miền Việt Nam kiếm tiền có ngon lành không, hay là cái cách đó mà ở Mỹ kiếm cũng được, hay là ở Canada hay ở đâu kiếm được, để mình học hỏi. Tại sao là anh ta lại nói là nghe xong mình lông lộn thế này rồi ăn. Không có nha, không có, nghe để học hỏi sao? Nghe lông lộn làm gì, toàn là nghĩ gì đâu không. Thôi thôi, nghe tiên mà tiên. Rồi cho thôi em, kìa kìa chơi chút thôi. À, nó đùa chơi thôi, kìa kìa chơi chút thôi. Nó đùa thôi được nha, còn nói thiệt là không được rồi đó. Kệ, ông nói gì ông nói, chuyện mình cứ làm thôi. Ai nói đâu, bây giờ người ta đang học hỏi này, nói với đâu nói. À, thì làm cứ làm hay, có nhiều người bắt chước. À, tại vì anh ta có nghề dạy học nữa, anh ta chia sẻ. Thì tôi là học trò, các bạn học trò này nghe hay bắt chước đó, bắt chước theo thầy Lan kiếm tiền. À, được chưa? Thì em xin sẽ chia sẻ với quý vị về hai cách mà chúng ta kiếm tiền. Thì cái thứ nhất là kiếm tiền chủ động. Quý vị có nghe về khái niệm kiếm tiền chủ động và kiếm tiền thụ động không? Chủ có. Động là sao? Có nghe. Đơn giản thôi, mấy ông phải bỏ thời gian, công sức ra, giống như tôi vậy đó, cũng từng bỏ thời gian, công sức và ra ở Mỹ cài mửa mập luôn. Ngày nào đi làm thì ngày đó mới có tiền. Ngày nào đi bấm thẻ thì ngày đó mới có tiền. Ngày nào đi giũa thì ngày đó mới có tiền. Cái này không phải gọi là mỉa mai nha, đây là mình nói thực tế thôi. Có nghĩa là khi chúng ta đi làm công ăn lương, được trả tiền với nhiều hình thức, lương tháng hay là lương theo giờ, thì cái đó gọi là làm việc chủ động mới kiếm tiền. Ngày nào mà chúng ta không làm việc nha thì chúng ta coi như là không có tiền đó. Chính xác 100%. Ở đâu trả thế? Ở đâu trả thế? Phải lao động, phải bỏ công sức ra đi làm việc thì mới có tiền. Ở đâu cũng vậy hết á. Ở Mỹ cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy. À, mà đằng này anh ta có đề cập tới cái chuyện là đi làm bục mặt. Bục mặt là do mình. Mà công việc để bục mặt là phước nha. Thời buổi bây giờ khó khăn lắm. Bây giờ ai muốn bục mặt cũng dễ đâu. Bục mặt tức là làm ngày làm đêm các bạn. Không có việc đâu mà làm. Bây giờ người ta cho làm giờ nào là quý giờ đó. Chứ không dễ gì mà làm đủ 8 tiếng đâu. Làm 2-3 tiếng thôi. Rồi làm việc này việc kia, làm nhiều job đó, làm nhiều việc đó. Ít có cái việc nào mà cho chúng ta làm đủ 8 tiếng. Chứ đừng nói cái chuyện mà cho chúng ta làm bục mặt, tức là làm giờ overtime, làm quá giờ không dễ đâu. Khó lắm. Khó lắm Hiếu ơi. Khó lắm Việt Kiều ơi, đâu có dễ. Rồi anh ta dùng những cái từ là đi làm giũa, tức là làm giũa, tức là làm neo đó. Trời, bây giờ mà có cái nghề neo, mà đi vô tiệm neo mà làm cũng phải dễ. Mà khách khứa bây giờ nó cũng khó khăn lắm. Tại vì bây giờ ai cũng nghèo hết rồi. Bên Mỹ cũng nghèo, bên Canada cũng nghèo, bên Anh, Úc gì nó cũng nghèo, và thế giới này đều nghèo hết. Bây giờ người ta làm vô làm móng, làm tay, làm chân, người ta không tính toán ghê lắm. Tại vì người ta đang nghèo. Bây giờ mà có việc để mà giũa ra tiền khó lắm, không dễ đâu. Ở Việt Nam giũa hả?
Ý người ta chê nghề nail các bạn. Ở Việt Nam vụ hả? Ở Việt Nam có tiệm nail, tiệm tóc đầy này kia. Đó là cái công việc của họ. Đó là một cái ngành nghề của họ. Ở Việt Nam tiệm nail, tiệm tóc lõn kia. Tại sao bên 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 người Việt Nam người ta là hay nói là cạo móng cạo nail nhỉ? Cái nghề nghề nail này là những việc kỳ bên này người ta hay làm. Mà cái nghề này là nghề từ Việt Nam. Người ta học nghề từ Việt Nam, người ta sang người ta làm đó. Ở Việt Nam cái tiệm nail, tiệm tóc lõn nữa kia, mà sao cứ nói bên nó cứ nói bên này vụ móng vụ nail là sao, bên này vụ móng vụ nail nhiều tiền, Việt Nam thì mấy tiệm tóc lõn mà kiếm bao nhiêu tiền lắm. Đây là một cái nghề, đây là một cái ngành. Anh là có đề cập tới cái chuyện đó à, và kết luận của tôi cái câu phản biện này á, có làm mới có ăn ở đâu vậy hết á, hay là ý anh ta nói ở Việt Nam không cần làm, không cần làm bục mặt, không cần giũa vẫn có tiền, hay là sao, nhà nước cho à, hay là tiền từ trên trời rớt xuống? Không có, không có chỗ nào vậy hết trơn á. Đó là tôi nói chuyện là người làm thuê nha, ý anh ta nói đang đi làm thuê. Còn người làm chủ cũng vậy, người làm chủ cũng phải đi làm. Hiện nay anh ta đang nói á, là thu nhập thụ động, tức là mình phải tự tự mình làm, bỏ sức là mình làm ra, làm chủ cũng phải bỏ sức bỏ công ra làm ra, thậm chí làm chủ phải bỏ nhiều sức nhiều công hơn, nhiều non thần kinh hơn, nhiều sức lực hơn. Làm chủ khó lắm, đâu có dễ. 100 người mà chỉ có một hai người làm chủ thôi, ở đâu cũng vậy hết đó. Đi làm thuê vậy mà dễ, không làm chỗ này mình làm chỗ kia, mà làm chủ là nhức đầu nữa, càng bỏ công sức nữa. Mà ở đâu vậy hết đó, bỏ công sức ra thì mới gặt hái được, thậm chí bỏ công sức ra cũng gặt hái được, thậm chí lỗ nữa kia. Không có bỏ công sức làm sao mà có tiền được, ở đâu vậy hết á, ở Việt Nam vậy, hay là ở Việt Nam nghĩ là nhà nước cho chắc. Nhà nước đâu cho, mà nhà nước có cho đi nữa thì cũng từ thuế mà ra. Mà nhà nước Việt Nam thu thuế ít lắm, ngân sách ít lắm, bao nhiêu hết, gặp mấy cái ông Việt kiều này coi như ông về Việt Nam ông nói là ông nộp thuế. Không muốn nộp thuế, cho nên mấy ông này coi như nhà nước mà nhà nước ở Việt Nam mà có những cái người như mấy ông này là coi như nhà nước nó tàn mạt thêm nữa, tại vì mấy ông này lười nộp thuế, nó không chịu nộp. Mấy ông còn khen ở Việt Nam ít nộp thuế, mấy ông về tôi lại luôn, tôi nói thiệt á, mẹ bất trọng, nghe mấy ông này, nghe mấy ông này nói bất trọng buồn theo mẹ, tại vì một cái công dân gì mà nộp thuế không có nhiệt tình, nó còn khen nộp thuế ít nữa, tôi mới lại luôn. Lẽ ra là mình phải nộp thuế nhiều, mình khoe đằng này mình nộp thuế ít, hoặc mình không có nộp thuế mình trốn thuế mình đi khoe. Thôi nghe tiếp, nghe tiếp. Như vậy là coi như là thu nhập thụ động là bỏ sức ra làm nha, chỗ nào làm hết trơn, không có chỗ nào không làm hết. Tiếp tục À, được chưa? chưa được, nói vậy mới được gì. Kiếm tiền thụ động là sao? Nhiều người nói kiếm tiền thụ động là không cần bỏ công sức, thời gian, tiền bạc ra để kiếm tiền. Cái đó là hoàn toàn không chính xác. Kiếm tiền thụ động là chúng ta sẽ cũng bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ tiền bạc ra, nhưng mà chúng ta không cần bỏ quá nhiều. Anh ta đang giảng dạy các bạn, anh ta giảng dạy là kiếm tiền chủ động, bây giờ anh ta giảng dạy là kiếm tiền bị động, tức là cũng phải bỏ công sức ra. Nhưng mà không phải nhiều, đại khái như thế. Bây giờ mình tiếp tục nghe giảng nha. Khi chúng ta đầu tư có một lần thôi, chúng ta cứ thế mà chúng ta hưởng. Ví dụ như vậy hình dung được không ạ? Thì tôi nói đơn giản vậy thôi nha. Ví dụ như bây giờ tôi có 900 triệu, tôi mua một cái miếng đất hay là một cái nhà nhỏ nhỏ chẳng hạn, thì tôi để đó trong vòng 1 năm. À, nếu mà mình có kiến thức, mình hiểu biết thì sau năm thì mình bán kiếm được 2 tỷ. Thì cái việc mà đầu tư thế này ở đâu đầu tư trả được, chứ đâu phải là về Việt Nam mới đầu tư đất đai nhà cửa được, ở đâu đầu tư trả được, ở đâu mà nhìn thấy tiềm năng người ta đầu tư, ở đâu đầu tư được hết đó, chứ đâu phải là ở Mỹ cái này không đầu tư được mà ở Việt Nam được. Ở Việt Nam tùy chỗ nhưng không phải chỗ nào cũng được, mà ở Mỹ cũng tùy chỗ nhưng mà đầu tư được đó, chứ không phải là về Việt Nam mới làm cái việc nó được mà ở Mỹ không làm được. À, tiếp tục nha. Tại vì anh ta đưa ra 10 cách lận nhưng mà tôi đã nghe qua rồi các bạn, cho nên tôi cũng nhất thiết rồi chia sẻ các bạn 10 cách tầm phào tôi đế. Tiếp tục nghe. Sống khác người cho nên là có tiền á, thì người ta bán đất bán nhà tao qua Mỹ, thì tôi vẫn quyết là coi như là bán nhà thôi chứ không bán đất, cho nên bây giờ ông bà nói con không sai, coi như nửa hôm kiếm xe cực quá đưa đi bệnh viện, hoặc là ai đi chùa đi gì họ là đó không, thì ai đi du lịch gì đó đó thì có xe được không, mua xe tải hoặc xe hơi để chạy được không? Được, coi như là anh Việt kiều này về Việt Nam là anh mua xe tải xe hơi để anh chở dịch vụ,
anh chở những người đi bệnh viện nè, ai thích đi du lịch chở xe tải, ai mướn đồ gì chở được, ở Việt Nam làm được thì bên này người ta cũng làm được vậy. Bên này người ta tắm sắm xe tải, người ta chở hàng đi được vậy, người ta xe hơi, người ta vừa đi chơi, người ta vừa đi Uber, người ta lái đủ thứ chuyện nè. Được sao không được, ở đâu làm chả được, cái đâu phải ở Việt Nam làm được mà bên Mỹ làm được. Đâu làm được hết trơn. Tiếp tục nghe. Cách thứ hai, cách thứ ba tôi nghĩ chắc ai cũng làm được, chắc tôi nói ra chắc mọi người nói tào lao, đó là tiền quăng vô ngân hàng kiếm tiền lãi. Ví dụ như bây giờ thay vì có Rồi quăng vào ngân hàng kiếm tiền lãi, chỗ nào quăng trả được, chỗ nào quăng trả được. Mấy cái này quan trọng này, ở Việt Nam á là lạm phát rất là lớn, quăng vào ngân hàng á, thấy lãi suất có cao vậy á, mà thật ra để vài ba năm á, bị lỗ, tại vì cái tỷ lệ lạm phát nó còn cao hơn cái lãi suất nữa, thành ra là bị lỗ. Mà cái chuyện mà tiền thừa mà quăng vô ngân hàng hoặc là căng quăng vô một cái chỗ nào đó để sinh lãi, ở đâu làm trả được. Thậm chí bên Mỹ còn 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 có nhiều chỗ quăng hơn, không chỉ quăng ngân hàng mà quăng vô nhiều chỗ khác có lãi nhiều hơn mà chắc ăn hơn, đồng tiền là ít lạm phát, có lạm phát chứ nhưng mà ít. Việt Nam làm toàn là lạm phát phi mã. Mà đồng tiền Việt Nam bây giờ là yếu nhất thế giới, đồng tiền Việt Nam là đồng tiền yếu nhất thế giới, chỉ đứng trên Iran. Iran là nước cấm vận á, cho nên đồng tiền mạt mình nói rồi mà Việt Nam đứng thứ nhì từ dưới lên trên. Cho nên ở Việt Nam mà nó quăng vào ngân hàng mà quăng vào dài hạn á, là có chuẩn bị lỗ. Và bên năm đem ra nhìn nhìn tiền thì tính ra nhiều vậy đó, nhưng mà nó bị thiệt, tại vì nó lạm phát rất là cao. Cho nên cái chuyện á, mà anh này nói về Việt Nam á, lấy tiền thừa mà quăng vào ngân hàng kiếm lãi là tôi nói chưa chính xác. Ngắn hạn một vài tháng nữa được, chứ để dài hạn thành ra là không có hợp lý hợp lệ. Nhìn nhìn thấy tiền cầm nhiều tiền vậy đó, nhưng mà thật ra tiền nó bị lạm phát hết rồi. Tiếp tục các bạn. Rồi bây giờ cách thứ năm em đang làm nè. Tôi tua 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 qua nha, tại vì anh có những cái cách mà không không thể nghe được. À, nhiều anh em đang làm YouTube để kiếm tiền, về Việt Nam đề tài bao la tha hồ làm cái gì, thấy rõ ràng không? Với cái mà tôi thèm nhất đó giờ tôi cũng làm YouTube á, là không có giống như cái kiểu mà làm trước đây. Thật sự ngồi bên Mỹ đó, nói về cuộc sống Mỹ hay là nói này nọ chán lắm, nó không có mang lại những cái giá trị lâu dài. Mà cái mình thích là gì, mình muốn chia sẻ những cái điều hay, những điều đẹp, những điều tuyệt vời về quê hương của mình rồi mấy ông ơi. Chứ bây giờ Anh nói về Việt Nam có một nghề nữa, nghề làm YouTube. Ở đâu làm YouTube chẳng được, tôi đang làm YouTube ấy nè. Tôi đang nói chuyện các bạn, tôi đang làm YouTube đấy. Ở đâu làm chả được. À mà anh ta nói là về Việt Nam có nhiều đề tài nói. Ở bên tôi có nhiều đề tài nói vậy, bên Mỹ có nhiều đề tài nói vậy. Đề tài không đề tài nhiều là do mình nghĩ ra. À, nhưng mà ý Việt Kiều này nói là về Việt Nam làm đề tài là phải nói về quê hương mình, ca ngợi quê hương mình mấy ông ơi, chứ còn ở Mỹ đừng có ca ngợi kiểu vậy đó. À, nhưng mà tôi nói cho các ông Việt Kiều này nghe, với tôi chia sẻ các bạn mà có như muốn làm YouTube này. À, nếu mà xét về mặt kinh tế nghe như thì anh ta làm YouTube mà anh ta nói về những cái đề tài như anh ta đang làm á, mà cái đối tượng khán giả như anh ta đang nói là chủ yếu là người Việt Nam á, thì tôi nói về mặt hiệu quả như là rất là thấp. Tại vì cái số tiền mà YouTube quảng cáo ở Việt Nam người ta lấy rất là thấp, cho nên người ta chia lại cho các YouTuber rất thấp. Mà chính mình làm những cái đề tài nào á, mà mình target vào, mình tập trung vào cái người khán giả ở Mỹ, ở Canada, ở Anh, ở Úc, ở Na Uy đồ, ở Uy cao nhất nha, thì kiếm tiền mới nhiều. Tại vì YouTube nó quảng cáo ở những doanh nghiệp ở ngoài Việt Nam như tôi đang kể các bạn á, là người ta lấy phí quảng cáo họ rất là cao, nhưng họ chia lại YouTuber rất là cao. Cho nên nếu xét về mặt hiệu quả mà làm YouTube như anh này là người xem chủ yếu là người Việt Nam, những cái đề tài người ta làm chủ yếu là người Việt Nam, thì cái hiệu quả rất rất thấp các bạn. À, để tính toán cái chuyện này nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, nhưng mà tôi có thể nói chung chung thế này, nói một cách chung chung thế này. Ví dụ như một cái video ra ngay nha, với một số lượng thời gian như nhau các bạn, thì một người xem ở Mỹ các bạn nha thì bằng 1.000 người xem ở Việt Nam lận. Cho nên nếu mà xét về hiệu quả thì như anh Việt Kiều Hiếu này nói, mà về Việt Nam mà làm những cái đề tài đó là chỉ có dân Việt Nam xem, nói dân Việt Nam xem thì không có hiệu quả. Chính là tập trung những người nghe mà ở ở Mỹ, ở Canada, Anh, Úc, ở Na Uy thì mới là hiệu quả các bạn, chứ không phải là ở Việt Nam. Bây giờ anh ta đang nói kiếm tiền mà,
nghèo giàu, tao đang nói nghèo giàu mà. Còn cái chuyện người ta nói là về Việt Nam mà để mà quay những cái cảnh Việt Nam của quê hương mình á, thì cái chuyện đó nó nằm ở cái phạm trù khác rồi. Ở đây tôi chỉ bàn tới cái chuyện là hiệu quả cái số tiền mình kiếm được mà thôi. Tại vì anh ta đang nói cái chuyện mà kiếm tiền thụ động mà các bạn. Nghe thêm mà đi. Cái chụp chỉ này là cách cá nhân của tôi không có qua đũa cả nắm. Tôi không nói là mấy ông Việt kiều Việt Nam là làm những cách như tôi nha. Đấy là tôi nha, đấy nói lại lần nữa nha, tôi nói trường hợp của tôi nha. coi như là nói xong cho đã, chứ bây giờ rào thế nào cũng có người phản biện, giống như tôi chẳng hạn. Thế nào cũng có người nói là nó như tôi. Anh nói như vậy nhưng mà trong cái tiêu đề nói là hé lộ 10 cách kiếm tiền thụ động ở Việt Nam nè. Mấy ông xem đừng có ức chế đó, nói như vậy đó. Nói như vậy thì cho nên á, nhưng mà cuối video cũng hiểu là thế nào là cũng có người phản biện. Cho nên mới lòng vào một câu cuối cùng như vậy, của tôi như vậy đó. Nghĩa là viết ebook ai cũng có những cái kỹ năng, ví dụ như bạn giỏi về cái này, bạn giỏi về kia, bạn viết, ví dụ như mình có khả năng về, ví dụ như hướng dẫn kiếm tiền YouTube, hay là làm hướng dẫn xử lý ảnh, hay là hướng dẫn dựng phim, hay là anh bài là viết ebook viết ở đâu viết trả được, ngồi ebook viết chỗ nào trả được các bạn, ở đâu viết được hết trơn á. Mình ngồi công tăng biết không được. Thôi như vậy là mình nghe cũng có qua 10 cách kiếm tiền của anh Việt Kiều này. Không biết các bạn có học hỏi được gì không, chứ tôi chả học được cái gì hết. Thậm chí tôi thấy ngồi Việt Nam còn khó làm nữa. Ngồi Việt Nam còn ít đề tài nữa. Tôi ngồi ngoài Việt Nam tôi cũng có nhiều đề tài. Tại vì có những cái đề tài ở Việt Nam không nói được. Mình nói là nó hút liền. Bao ba một liền, nhưng mà bên này mình nói được. Bên này tự do ngôn luận người ta dễ kiếm đề tài hơn nhiều chứ. Ở Việt Nam người ta bó gọn hơn, người ta bó gọn rất là bó gọn, tại vì nói đụng luật pháp, tại vì bên luật Việt Nam là luật nước khác, bên bị Canada bên tôi luật nước khác, luật nó thoải mái hơn, nhất là cái chuyện tự do ngôn luận mà nói thoải mái hơn, bên Việt Nam nói bị hạn chế rất là nhiều, cho nên ở Việt Nam làm đề tài ít hơn, còn cái cách kiếm tiền mà thụ động chủ động như anh ta nói, anh ta chia sẻ ở đâu làm trả được, không nhất thiết phải về Việt Nam để làm những cái nghề này. Mà thậm chí tôi nói ở Mỹ làm còn hiệu quả hơn, thu nhập cao hơn. Đó là những gì mà tôi chia sẻ các bạn, tôi phân tích, tôi phản biện các bạn. Nếu bạn nào mà có ý kiến gì khác, các bạn bình luận bên dưới. Để cho những khán giả khác, người ta nghe tôi nói xong, người ta đọc bình luận các bạn nữa, để người ta hiểu thế mấy thôi. Chúng ta chia sẻ để cùng làm giàu. Không ai muốn nghèo hết nha, tôi cũng muốn nghèo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bình luận của tôi. Thank you. Và chúc các bạn một ngày mới dồi dào sức khỏe và ngày càng giàu hơn.